House, ngôi nhà chung Series 4, nơi các bạn trẻ tài năng và xinh đẹp cùng sống, cùng trải nghiệm để tìm một nửa của mình. Nụ cười, nước mắt và tình yêu. Tất cả sẽ có trong Love House, ngôi nhà chung. Trần Duy Phước, nickname Rio, là một ca sĩ nhạc rock. Anh chàng đa tài, có thể đảm nhận nhiều vị trí trong ban nhạc như hát chính, guitar hay chơi trống. Kim Min Sung, 30 tuổi, chàng trai Hàn Quốc đã đi qua nhiều quốc gia và chọn sinh sống tại Việt Nam. Huỳnh Thi, cô gái trẻ sinh năm 1993, hiện đang là giáo viên dạy mẫu trẻ em cá tính, độc lập, mạnh mẽ là những điều có thể nói về cô gái này. Nguyễn Phước Tuấn Khương, 24 tuổi, chàng ca sĩ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp ca hát. Mai Minh Hiên, cô sinh viên 21 tuổi, đến từ Quảng Bình, đã vào Sài Gòn học được 3 năm. Phạm Thái Thiên Phương, 27 tuổi, đã trải qua 2 mối tình, không hiểu tại sao đến giờ Phương vẫn một mình. Ngô Thị Thu Hà, 24 tuổi, là giao dịch viên ngân hàng, năng động, vui vẻ. Trần Lợi, chàng trai 27 tuổi, đã trải qua rất nhiều công việc, từ phụ gia đình bán cam đến một vận động viên boxing và hiện tại đang là một diễn viên chuyên cắt vai hành động võ thuật. Danny cũng có cảm tình với Phương, nhưng lại ấn tượng với Hà hơn. Phương vẫn muốn tìm hiểu thêm về Danny, còn Thi vẫn đang hướng tình cảm của mình cho Danny. Đặc biệt, Phương đã có tình cảm với Hiên và muốn tìm hiểu cô gái này nhiều hơn. Nhưng Hiên vẫn ấn tượng với Lợi nhất trong số 4 chàng trai. Các câu chuyện tình cảm trong ngôi nhà chung sẽ diễn ra như thế nào? Mời các bạn đón xem! Là người đầu tiên về đến nhà chung nhưng lại không có ai, nên Thi đã đi ăn một mình. Em đợi anh Khương và em ngồi khoảng thời gian cũng gần là 30 phút. Em coi đồng hồ là sắp 8 giờ không có động tĩnh gì hết, nhưng mà anh Khương cũng không có gọi gì em. Trước đó em có gọi anh Khương nhưng không bắt máy. Dường như Khương đã trễ hẹn với Thi. Liệu gọi điện thì có bắt máy? Nhưng mà không nghe thì thôi, chắc mình khỏi theo làm gì. Vì hẹn nhau 8 giờ mà giờ bỏ đi rồi thì thôi, chắc bạn ấy cũng ăn xong rồi. Không gọi được cho Thi, Khương đành đi tìm đồ ăn trong nhà. Và bất ngờ nhận được tin nhắn của Thi. Family bắt gần nhà. Nè anh, nói chứ hồi về cũng sợ đường vắng. Đi con gái là như vậy đó. Mình không hiểu họ là sẽ không có làm được gì hết đâu. Phải hiểu họ, để họ như vậy. Bây giờ họ gọi nè. Để nghe họ nói, để nghe nói gì nha. Em nói đi em. Ủa em nhắn tin địa chỉ rồi sao anh không xem đi? Anh đang xem, chưa kịp xem hết là em gọi cho anh rồi. Giờ ok. Ok, em ở đó đi, anh sẽ đi ra anh đón em về. Vậy nha, để cho em khỏi sợ ma. Let's go. Chỉ vì sợ ma nên Thi mới cần đến Khương ra đón. Con gái đôi lúc thật khó hiểu. Ra ngoài được không? Ra ngoài đi. Em ăn em nước nghe nè. Giờ em ăn xong rồi em muốn ăn nữa. Giờ mình đi uống cà phê đi đâu luôn. Chứ ngồi ăn gì. Nếu mà thêm một người đàn ông rất là lịch sự để cho bạn mình đợi thời gian rất là lâu như vậy, thì thay vì phải điện là Thi anh về trễ tí xíu anh, em cố mà đợi, thì anh lại im lặng. Mà bình thường với cái phong cách bình thường hàng ngày của anh Khương là một người rất là tỏ vẻ quan tâm, chu đáo và đặc biệt là ga lăng với con gái. Nhưng em thấy ngày hôm nay là hoàn toàn ngược lại. Em không biết là có cái hiềm khích để mà anh Khương như vậy với em không thì em không biết. Khương không biết là những người bạn trai khác khi mà Thi gặp hoặc là chủ động gặp với nhau thì như thế nào. Nhưng riêng với Khương thì Khương thấy là cô ấy có phần hơi kiểu cách, kiểu như làm quá lên á thì nó sẽ mất cái hay của cuộc hẹn của hai người. Trời nãy về nhà mà buồn kinh khủng luôn á. Dạ. Nhà không có ai hết trơn. Ghê hả? Làm gì ghê? Thấy buồn thì giống như ghê. Anh về đó mà cũng phải có người á. Anh về không ai là thâu. Có nghĩa là 8 thành viên mà có mình em. Thì anh nghĩ thì 7 thành viên còn lại em có đó thì không có ai, đúng rồi. Không biết vô tình hay cố ý thì lại có hành động bôi kem lên áo của Khương. Chét rồi trời ơi trời. Đúng là cặp đôi không đổi trời chung. Không ngờ ở dơi luôn chét áo rồi. Thiệt á. Người đó không có được ấy rồi mà còn chét. Để trời em coi em đã bị cái gọi cái gì. Danh hiệu sắp chăng luôn á. Đánh đây. Khương thấy rất là thất vọng. Tại vì không cần phải những chuyện lớn, hành động lớn, mà đôi khi những chuyện nhỏ như vậy, hành động chi tiết nhỏ như vậy cũng đủ hiểu được thêm một cái tính cách của một con người, nhất là con gái.
thì không nên có những hành động như vậy. Em không nghĩ là cái phản ứng anh Khương quá mạnh như vậy. Và thực chất anh Khương lúc nào cũng tỏ vẻ tôi là một người rất là lịch sự, một người rất là cái gì đó gọi với là phụ nữ ga lăng, quan tâm, thấu hiểu. Nhưng mà thực sự em thấy dùng từ ngữ của anh Phương là không có bao giờ tôn trọng phụ nữ và hơi làm over cái vấn đề lên. Anh vô duyên quá, cái đó ai kêu anh đặt vậy? Anh không nghĩ em không có mượn là anh đặt, có nghĩa là em bị liệu, em vịn tay anh. Nhưng mà em đỡ luôn. Em đi dơi luôn ha. Em chiếc áo chứ thì á. Rồi lần cuối nha nha Thi. Anh sợ đó Thi. Lần cuối là làm sao? Em đang nghĩ lần cuối vô một hẹn ngày hôm nay. Ok, bình thường thôi. Sợ rồi đó, mất lần đủ vô hết á. Nói chung là mình có ở ngoài mà mình có ở mức độ nào đi chăng nữa thì mình cũng giảm bớt cái tình tiết đó lại đi, bớt không giữ đi. Bớt khó chịu đi. Đâu có giữ, không và chịu bớt đâu. Bớt đánh giá người ta đi nghe không? Đâu có đánh giá gì ai đâu, anh đâu dám. Trong một không gian sang trọng của nhà hàng sushi thì Phước đã có một cuộc hẹn riêng với Hiên. Cả hai có chung một sở thích ăn đồ Nhật giống nhau. Ồ, hôm nay nhìn cá tính quá ta. Dạ, cũng phải mặc gì đó cho nó... Nó hợp một chút đi. Vậy chắc có vẻ anh uống mình giống nhau á. Trời ơi, em biết đi. Anh là yêu đồ Nhật nhất trên đời. Đồ Nhật là món anh yêu nhất. Em mấy hôm nay em hẹn hò các bạn trong phòng nhà chung mình em thấy thế nào? Em thấy các bạn nữ thì rất là thân thiện, rất là vui. Còn các bạn nam thì em cũng chỉ mới tiếp xúc với lại anh Lợi và anh Danny. Em thấy anh Lợi thế nào nhỉ? Thực sự thì em thấy anh Lợi là một kiểu người rất là chín chắn. Rất là biết kiểu có cái suy nghĩ lớn hơn. Ồ, hôm sinh nhật của em lúc mà em chọn Lợi thì sự... Anh cũng thấy nó hơi sao sao ấy. Em muốn hẹn hò với anh Khương. Sao anh sao mình, là sao? Anh không biết, mặc dù thời gian qua anh không có để ý gì em hết. Anh không quan tâm gì đến em luôn. Mà nếu mà một người thật sự mà anh yêu, anh có cảm thấy như là cái xích đánh ấy, thì nhiều khi không gặp, chưa gặp, chuẩn bị gặp thôi là mình trong tim mình cảm thấy nôn nao rồi. Dạ em nghĩ em thế nào? Có làm anh thấy nôn nao không? Thật sự tốt thật á. Vậy là không. Tại vì mình có bốn cô gái. Thì mình vô đây thì mình tìm hiểu một từng người thôi. Tìm hiểu từng người rồi mới quyết định được. Thật sự 10 ngày nó quá ngắn ngủi để mà khiến mình nôn nao với một ai đó. Mà anh hy vọng thì đến cái lần xe tour thứ hai là anh có thể nôn nao với một cô gái nào đó. Anh cứ được vậy. Em thấy anh nói chuyện cũng thân thiện dễ thương mà. Không có giống cái bề ngoài của anh. Thật sự thì anh cũng biết nữa. Và gặp em và anh vậy chứ bình thường anh cũng không có thân thiện vậy. Từ cái ngày đầu tiên tới bây giờ thì em thấy cái thời gian đang xuất hiện rất là ít. Nên là em cũng không có ấn tượng nhiều về em. Thử là vậy. Mấy Khương sao? Khương hả? Em nghĩ là Khương có một cái tiêu chuẩn đòi hỏi cao. Anh có khi thấy tay đó hơi phụ nữ chút, tính hơi phụ nữ chút. Vậy hả? Tại sao vậy? Thì hơi nhỏ nhặt. Anh mới hẹn hò Phương với lại Hà. Nên mà anh cũng không có ấn tượng với họ lắm. Vậy hả? Gì? Hà em thấy chị Phương cũng dễ thương mà. Cũng dễ thương. Thì nhưng mà không biết sao anh không cảm thấy cùng tần số nữa. Có thấy con lớn tuổi hơn hay là do bản chất công việc nó không có cùng tần số dần lắm. Anh không cảm xúc gì cả. Ok, no rồi. Nay anh rất vui là mình đã có buổi hẹn hò đầy vui vẻ và cùng sở thích với những món ăn rất là ngon. Tìm ra điểm chung. Ok, thì trước mắt thì có thể là anh sẽ hẹn hò với Thi để tìm hiểu hết cái bốn người. Anh sẽ tìm hiểu rất là kỹ đúng không? Anh đâu dễ dãi đâu em. Anh đâu dễ dãi đâu. Đúng rồi, anh dễ thương chứ đâu dễ dãi đúng không? Đúng rồi. Ok, bây giờ tụi mình về nhé. Thực sự sau cuộc hẹn thì tâm lý của mình rất là vui bởi vì cái biểu cảm trên cái gương mặt của anh Phước gọi là cuốn hút. Bởi vì anh Phước có cái cách nói chuyện cũng rất là dễ thương. Nó không có
quá lạnh lùng, kiểu khó gần hay sao đó, như vẻ bề ngoài. Để nói là bữa hẹn hôm nay rất tuyệt vời. Nó là sự ghi dấu ấn với mình. Còn về tính cách Bình Hiên hôm nay thì mình thấy là nó khác với những gì mình thấy hàng ngày ở nhà chung. Bình thường ở nhà chung thì Hiên là một cô gái rất là nhút nhát, ít nói. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay nói nhiều quá. Có lẽ là gà trúng đại nhau rồi. Vừa về đến nhà thì đã hẹn gặp ngay Danny để bày tỏ nỗi lòng cô đơn của mình. Hôm nay 5 giờ chiều thì bất ngờ Phương qua công ty của anh. Uống cà phê và nói chuyện. Và lần này là lần đầu tiên gặp Phương ấy. Hẹn hò với Phương ấy. Nói chuyện cũng vui vẻ. Hôm qua là sinh nhật của Phương. Nên anh đã dù Phương đi ăn tối. Hôm nay thì đã làm gì? Em đi mua sắm. Xong cái em đi qua nhà chị em chơi. Em được nhận cú điện thoại em đi về. Em đi về thì em nghĩ là mọi người đang ở nhà rất là đông. Hôm nay hả? Dạ, nhưng mà thật sự là không ai ở nhà hết. Trời ơi. Mà trong khi trên đường về em rất là đói bụng. Em cũng chưa ăn gì hết trơn. Em về nhà không có ai, em muốn ngủ một người nào đó đi ăn. Thì người đầu tiên mà em nghĩ hôm nay em rất là buồn. Và người để làm cho mình vui chỉ có anh Danny. Nên em đã gọi cho anh nhưng anh không mặc mà em. Trời ơi. Em rất là buồn. Các thành viên trong nhà chung đang có sự nghi ngờ lẫn nhau. Và mở đầu là những suy đoán của Khương về cặp đôi bí ẩn. Lợi với Lê Phương là cặp đôi bí ẩn. Tại vì theo một cái gọi là cảm nhận thì lúc đầu á Lợi vô lại lấy tâm lý ba người đàn ông, ba người con trai lại rất là nhanh. Có nghĩa là Lợi vô lại nói những suy nghĩ của mình tới tấp luôn là Lợi áp đặt cho fan Danny là cặp đôi bí ẩn với lại Hà. Mà anh lúc đầu anh còn nghe theo nhưng mà từ từ cảm nhận được thì anh thấy là có vấn đề. Cái người mà khai quật ra, tự nhiên khai quật một cách rất là nhiệt tình như vậy. Anh thấy khai quật ra cái điều bí ẩn trong bốn cặp đôi là Lợi với Phương là có vấn đề. Tại vì Lợi xuất thân là diễn viên, Phương là biên tập của những chương trình. Thì cả hai đã có trong mình những cái gọi là cái một cái gọi là cái diễn xuất trong người, một cái gọi là biết sắp xếp và có thể ở bất cứ lúc nào có thể diễn trước đó, đúng không? Lợi đã vô đánh tâm lý ba anh em mình. Anh nghĩ là Danny với Hà có vấn đề mà Danny. Ủa làm như thế nào? Anh đã biết gì đâu? Anh đã biết gì đâu? Đó. Mình nên nhìn lại cái người mà bình thường nhất, hiểu không? Có nghĩa là Lợi nói Danny không bình thường, nhưng mình hãy đặt vô trường hợp Lợi không bình thường đi. Cũng giống như một cái cặp ở một cái mùa 1, đó là Xuân Nghị với lại bạn tên quên rồi. Đó là hai người, Tường Vi. Hai người là bạn, là một cặp đôi ở ngoài đời. Mà khi mà Khương coi cái mùa đó là Khương biết hai người là bộ với nhau mà. Thì tại sao mà quay game này được, thì khi mà coi hết cái mùa thì mới biết là đây là cặp đôi bí ẩn của chương trình. Thì cuối cùng hai người cũng nắm tay nhau đi về thôi. Mà hai người cũng là nghề trong nghệ thuật nữa. Bạn ấy là vị diễn viên hài, còn bạn nữ là MC. Thì Khương nghĩ đây là cặp đôi bí ẩn. Bây giờ đây là đang nắng tâm bây giờ, để cho Danny sơ hở. Bây giờ Khương đặt cái khả năng là Lợi và Phương bí ẩn cao hơn là Danny và Hà. Nói chung là hai cặp 50-50. Cặp này có mặt do không mặt giống nhau. Mặt phu thê với nhau. Mặt phu thê với nhau. Cười rất giống, mất hiếp. Còn cặp này á là có một cái thần, cái chạm nó rất là giống nhau. Phương chỉ im lặng và không đưa ra lời giải thích nào. Khương lại càng khẳng định ý kiến của mình về cặp đôi bí ẩn là đúng. Nhưng mà bây giờ mình quan tâm tới cặp đôi làm gì? Có nghĩa là không phải quan tâm chứ. Để không phải riêng Khương mà những bạn còn lại không đặt tình cảm cho Phương. Ví dụ như Phước và Danny đang yêu Phương sao? Thì bây giờ thì có phải tội họ không khi mà bạn với lại bạn Lợi là cặp đôi ngoài đời? Để chị Phương nói kìa. Nói đi em. Khương nó hợp lý quá. Khương nó hợp lý quá. Phương bị Mọi giờ xuống đi chơi tôn trọng ba người hai con chơi. Mời hãy nhớ lại Khương nói ngày hôm nay. Đây là cặp đôi bí ẩn. Là trong đầu lúc luôn sự tính toán ta bị luôn, sự tính toán trong đầu biết hết giờ tới tối lên làm gì luôn và tụi mình nên làm gì luôn. Ý là những cái chuyện là biết hết chứ mọi người sẽ làm gì, tại mình là người tính toán mà. Anh Lợi đi, có một chút gì đó tỏ ra mình là người không biết gì hết, giống như là một cái người đàn ông mà một người anh trong nhà
luôn luôn tạo sự thiện cảm với tất cả mọi người, nhưng thật ra anh ấy đang che giấu bên trong mình là cặp đôi bí ẩn với Phương. Và ngày hôm qua sinh nhật thấy một người rất là rõ ràng, có nghĩa là anh em mình tính là phương án là ăn uống đơn giản thôi đúng không, là dắt bạn ấy lên phòng hoặc là đem bạn nghe xuống đây đúng không, nhưng mà không, anh lại không như vậy, anh lại luôn nhắc anh Phương muốn là một sinh nhật phải rõ ràng, một cái đầu sự đầu tư nghiêm túc chút xíu, dán chữ thậm chí bất kỳ hôm qua tất cả mọi ý tưởng trên sinh phòng là đa số quên lợi hết, đừng nhìn vô hình ảnh là những gì anh em mình tâm sự với nhau nha, đừng nhìn vô hình ảnh, hãy nhìn vô thực tế từ là những gì trong sự dễ xảy ra trong công ty về đêm tâm sự ngôi nhà này che giấu lạc hướng đánh lạc hướng đó. Giờ này chỉ do Danny hay yêu Phương đi, hãy tỏ tình với Phương đi, hoặc là Phước cứ bình thường đi, rồi cuối cùng không được phải giấu đúng không, phải giấu như vậy hơn hai người phải im lặng cuối cùng luôn đó. Bình thường. Phương lại cố tình chuyển hướng sang cặp đôi Hiên và Khương. Bà Hiên bà cũng ghê lắm trời, bà làm bộ bà Hiền. Hãy nhớ. Thực ra bà cặp đôi với Khương. Hãy nhớ đi. Không, hôm qua thấy không? Chọn Khương đi tâm sự, thấy không? Thực ra là cái cặp này mà cứ Khương cứ hả kiểu nhiều khi Khương người anh là Khương có người yêu bí mật là một sinh viên anh. Đúng. Trời ơi, biết đâu người ta ca sĩ nhưng mà gái bí ẩn là đầy luôn. Nhưng mà người ta thích một cái cô sinh viên hiền nhiều. Hiền chứ biết tính gì. Tính lành đúng không? Đó. Đúng rồi. Để anh Danny phát biểu, là trong mùa này không có gặp đôi bí ẩn đó. Có. Anh nghĩ rằng Phương và Lợi là cặp đôi bí ẩn. Bây giờ nãy giờ. Nên anh không dám dù Phương đi chơi. Đến bây giờ thì Lợi vẫn giữ một cái suy nghĩ đó chính là cặp đôi bí ẩn ở trong chương trình này, đó chính là Danny và Hà. Trong khi mọi người đã có mặt đầy đủ tại nhà chung thì Lợi và Hà lại có buổi ăn đêm cùng nhau. Anh cảm nhận được là cái tính của hai đứa mình nó vui hài hước, nó vui thêm một xíu. Tại vì anh xác định là ví dụ như là đi chơi cũng tùy cuộc chơi thôi, là như là mình gặp người mới quen mình sẽ nói chuyện như thế nào, còn những người mà trong công việc anh thì anh nghiêm túc. Nói chung là tùy chỗ, không phải là mình diễn này kia, nhưng mà cái hoàn cảnh á. Đúng rồi, em cũng vậy nè. Từ đó giờ em có quen ai trong ngân hàng không, cùng nghề không? Ví dụ như là đi học hay là học cùng lớp là em không có thích, nói chung là không thích quen người cùng ngành, cùng trường, cùng lớp, cùng gì hết á. Không thích. Thích những cái mà không liên quan. Như anh là không liên quan rồi đúng không? Đó. Đấy, anh cũng vậy. Em thích người bạn trai như thế nào? Em như anh là tinh tế, người tinh tế, đẹp trai, chín chắn, biết chiều bạn gái, vui tính, không có tính toán chi li, nói chung là vậy đó. Thì nói chung là từ bữa tới giờ vô ngôi nhà chung đó thì là ngày đầu tiên thì anh cứ nghĩ em là một cô gái ít nói, nhưng mà qua ngày thứ hai thì anh thấy em hơn Hiên được, là em hòa đồng, ý là hòa nhập. Ngày thứ ba là ngày hôm qua, là cái lúc mà lên xe đi về á, anh cảm thấy rất là thích. Anh cảm thấy rất là thích. Lúc nào mà vui cũng đúng là. Đúng là em tận như vậy, nó không ai thích em á anh. Không phải, em sai rồi. Không phải là không thích, là cái duyên thôi. Chứ thật sự là anh rất là thích những người như em. Và anh cũng biết một điều là có rất là nhiều người cũng thích những người giống như em vậy. Em có phải là cặp đôi bí ẩn không? Không, ví dụ như anh là cặp đôi bí ẩn đi, mà người con gái của anh hoặc là anh vì cái chuyến du lịch đó mà sẵn sàng phải thấn mấy người khác đó. Vậy mà em vì chuyến đi đó mà em hy sinh luôn á. Em nghĩ nó không nên như vậy, không đáng. Đó, anh nghĩ em nên vậy. Không phải là hy sinh mà là cũng phải nghĩ cho người khác. Ví dụ như là hai đứa cùng bàn luận là mình sẽ thả thính ông Lợi. Mình giấu được là hai đứa mình sẽ đi du lịch. Tội cho ví dụ như anh Lợi. Nhưng mà tại sao em lại làm vậy? Em cũng biết vậy mà tại sao em vô đây em chơi? Anh nghĩ sao vậy? Em đang nói là ví dụ thôi chứ làm gì phải là em. Anh Lợi. Nhưng mà em có phải không làm vậy không? Không.
anh đi ăn thì chủ yếu là đi ăn gì cho có thôi, chứ anh em là cặp đôi bí ẩn mà, cô kiếp gì. Em cùng mà anh là cặp đôi bí ẩn á, nên là em nghĩ là anh đi ăn cho có thôi. Anh nói với em, cặp đôi bí ẩn á là một người được lựa chọn là phải giờ giấc nó rất là ok, chứ không phải như anh. Em nghĩ là người bạn trai mà trong cặp đôi bí ẩn đó nên là lên tiếng trước là bà và bạn gái, không không xa lưới tình với các bạn trai, hoặc là với lại thì đó tất nhiên là có rồi, cô gái nào đau khổ với mình. Nhưng mà nói em nghe, những người mà chơi ở trong chương trình này tất nhiên họ yêu nhau, là hy sinh cả bản thân cho nhau rồi, họ mới dám vô đây chơi. Chứ mà mới yêu nhau hoặc chưa đủ á, không bao giờ ai dám vô đây chơi đó. Ủa em có sợ mất bạn trai không? Ủa nhưng mà ví dụ như là em mới có bạn trai xong em muốn thử thách như vậy á, không vô mất liền luôn á hả? Khả năng chứ em, khả năng lớn chứ. Thì đó thôi, cũng đáng. Ủa, yêu nhau luôn rồi mà vô đây còn có khả năng mắc, không chỉ là mới vừa bắt đầu yêu nhau. Còn nếu như mới bắt đầu yêu nhau thì nên vô đây chơi là chuẩn. Vô đây đó là một thử thách, không đỡ mất, đỡ tốn thời gian để tìm hiểu ở ngoài, vào nhà chung, ok. Đi du lịch xong á nhớ mua quà cho anh. Anh biết đi đâu không? Em đi đâu, em muốn đi đâu? Hàn Quốc đúng không? Em quê không ở Hàn Quốc mà phải đi Hàn Quốc chứ đi đâu? Còn phải hỏi. Về thăm ba mẹ chồng. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao vậy? Quen người Hàn Quốc mà em không biết nói một tiếng Hàn. Ủa đó là chuyện bình thường mà. Ủa nhưng mà em biết nói thì em không nói ai biết em biết nói. Đó là em diễn quá. À bây giờ á, em với anh cá đi. Rồi bây giờ. Rồi. Bây giờ á là anh sẽ cá, anh sẽ đón em là cặp đôi bí ẩn với anh Danny. Còn em đoán anh với chị Thi là cặp đôi bí ẩn. Ok. Rồi nếu như mà anh đoán đúng thì em là phải dẫn anh đi Hàn Quốc. Còn nếu như anh đoán, nếu như em đoán đúng thì anh sẽ dẫn em đi Hàn Quốc. Rồi đúng chưa? Rồi đúng ok chưa? Còn nếu như hai người đoán sai bét hết thì hai đứa mình dẫn nhau đi ăn. Vậy nha. Nhưng quyết định vậy nha. Rồi ok. Mình cảm thấy Hà Diệt rất là dễ thương. Vì khi mà sinh hoạt mấy ngày trước ở nhà thì thấy cô ấy rất là hoạt bát, nói chuyện có vẻ là cũng hợp tính với mình nữa, vui vẻ đó. Cho nên là mình quyết định là hẹn Hà, khám phá được một số điều rất là thú vị ở cô ấy. Cô ấy đúng là một người giống như là mình đã đoán là rất là vui vẻ, rất là hòa đồng. Nói chung là cô ấy rất là hiểu những cái gì mà mình nói. Nói chung là anh Lợi thì cũng hơi giống cái, gần giống cái mẫu người của mình, giống tới 50%, còn 50% còn lại thì còn nhiều yếu tố nữa. Dường như các thành viên đang đợi Lợi và Hà về, ngay lúc này Khương đã chủ động mời Phương đi nói chuyện riêng. Đi Phương. Đi dạo. Dạo đi em công viên. Bữa nay đi riêng xíu đi. Anh muốn hẹn em đi riêng. Một cây bánh đô đi. Vậy luôn á. Có nghĩa là đỡ hơn bây giờ mới xưng. Tụi tay đây. Cái gì mà thầm tay gặp. Có gì đâu mà nằm tay cho nó gần rũi xíu. Vậy luôn á trời. Bây lâu mà không vậy, bình thường mà. Mình thích nhau thì mình nắm tay nhau thôi. Anh ơi. Bỏ ra đi. Sáng em làm gì? Sáng giờ em làm gì? Ngủ hả? Sáng đi làm. Đừng nói em ngủ nha. Sáng đi làm. Rồi em về nhà lúc 5 giờ. Đi làm tới 5 giờ. Rồi em đi đâu tới 9 giờ? Em đi hẹn hò. Với ai? Với ai? Nãy giờ nói rồi mà trời ơi. Với Phước hả? Không. Hay Danny? Danny. Ờ. Em chắc người rủ Danny quá. Thường thôi. Rồi đâu nguyên band rồi, không phải đâu. Kệ đi, mày đừng quan tâm. Đừng nhìn em, đừng nhìn. Vô bộ đừng nhìn nha. Nghe đi, đừng nhìn vô bộ không thấy gì hết. Đừng nhìn, kệ đi. Thật sự là ở 4 ngày á, anh cũng rất là vui. Vui. Là tại vì khi mà anh vô căn nhà chung á, anh đã trở lại được cái cảm giác như là mình mong muốn. Là sao? Có nghĩa là anh đã rất là vui, tại vì anh đã chưa cảm giác như vậy hết. À, vui. Ở Trang á, trời ơi. Đối với anh thì em hoặc là ba bằng kia thì ai cũng là bạn và em gái, coi như một cái tình bạn mới, em hiểu không? Ừ. Chứ nếu mà nó yêu hoặc là thích thì chưa hề. Nhưng mà anh cảm thấy vui đúng không? Anh riêng em rồi em thấy rất là buồn. Nói cho anh nghe thử coi. Rất là buồn tại vì chia sẻ với anh đi. Tại vì vô tới trong nhà này 4 người nam rồi,
mà không có cảm giác với một bạn nam hết, kiểu buồn. Cứ đi tìm bạn trai mà bây giờ vô đây không có cảm giác với một bạn trai nào trong nhà chung. Thôi à. Thất vọng. Mà nói gì lát sau tôi nắm tay mấy người được nữa. Ừ, trời ơi. Dở ghê, nói là chị không biết thiệt á. Tóp ở vậy gài vô. Gài chi trời ơi. Sao múc nói chuyện với tụi chơi. Ê, tụi chơi kia vui kìa. Lát dễ phải dập mặt nè. Rồi hai đứa kia ăn quá trời, ăn ăn hết quán của người ta sao giờ nó chưa chịu về. Lo quá ha, nhớ Lợi quá ha, lo cho Lợi sao vậy? Thật ra mấy người hiểu sai tôi rồi, tôi vô đây cái bên tôi. Tụi tôi lo lắng cho bé Hà, không? Phương không nghĩ đó là một cái cuộc hẹn hò hay là gì hết. Phương nghĩ đơn giản là đi dạo bình thường và mình cũng không suy nghĩ là nói cái gì hay là những có vấn đề liên quan tới cái chuyện tình cảm của hai đứa trong nhà cho đến thời điểm này. Khương thì cũng chưa hiểu Phương nhiều lắm, tại vì hình như Phương chưa trải lòng về mình nhiều, nên từ đó Khương cũng không biết phải chia sẻ như thế nào với Phương. Bây giờ mình ở ngoài đây mình chơi để cho lát nữa ai về nhà thì tự tìm, không? Cuộc vui lại tiếp tục bắt đầu. Các thành viên tranh thủ dành nhiều thời gian với những hoạt động vui chơi để thay đổi không khí căng thẳng, bớt nghi ngờ về cặp đôi bí ẩn. Cuối cùng, người vắng mặt là Lợi đã liên lạc với Phương, nhưng Phương lại cố tình tỏ ra không quan tâm. Mọi người đi Vũng Tàu rồi. Ê, đã nghe đi Vũng Tàu. Đang trên xe đi Vũng Tàu rồi. Còn tụi em sắp đi Hàn Quốc rồi nè. À thôi hai người đi, ok, chúc vui. Cũng đi Dubai chứ. Cái đang đi chủ gần nhà nè, em giờ không biết sao luôn nè. Là sao? Anh đúc nữa nè. Ngon, ba đi ngon. Hả? Xe chạy tới thì sao tôi bị tắt máy. Ở đâu? Thì thôi ráng đẩy về chứ mọi người đang trên xe đi Vũng Tàu rồi, sao về dắt được. Đi đang ở đâu để đi về, chạy ra nè. Vũng Tàu ở đâu đây, ai biết là đâu? Ngày quá. Ai biết ở đây là đâu, nói cho anh nghe. Đây là một nơi trốn. Anh gọi cho ai cũng vậy thôi, tại vì có một em điện thoại à. Nha, thôi nha, đi ca tắm biển cá. Đây là cơ hội để các cặp đôi đi riêng với nhau. Và bất ngờ gặp Lợi và Hà đang trên đường về. Ê! Bánh tráng trộn. Ủa vậy là hai này hẹn hò rồi. Trời ơi. Mấy người kia đâu? Đi chơi rồi. Đi đâu vậy? Đi xa rồi. Ba cô gái ngủ ở nhà. Hiên. Anh Lợi. Ủa con chị Phương. Đi chơi vui không? Vui. Mọi người kia đâu? Có đâu đi rồi. Kìa. Đúng không? Giờ mình lại cho Hiên nha. Giờ mình thấy gì hết về đi. Cho làm lại nữa. Giờ mình thấy gì hết về đi. Nè bánh tráng trộn nè. Buồn bịch nha. Hiên ra đây em. Anh xin lỗi em nha. Nắm tay em cái được không? Hả? Mua duyên mình cho ta từ đây đi em ơi. Bí mật. Tưng tưng tưng. Vô. Ông nghe xong diễn gì hết trơn vậy? Buổi tối của các thành viên kết thúc bằng những nghi ngờ về nhau. Liệu ai là cặp đôi bí ẩn? Cô gái gai góc như Thi khiến các chàng trai khó tiếp cận. Riêng Thi thì vẫn dành tình cảm cho Danny. Tuy ấn tượng với Lợi, nhưng Hiên có vẻ đang mở lòng hơn với Phước. Phương vẫn chưa dành tình cảm cho chàng trai nào. Sau cuộc gặp với Lợi, thì Hà dường như dành tình cảm cho Lợi nhiều hơn. Câu chuyện tình cảm giữa các thành viên trong ngôi nhà chung sẽ diễn biến thế nào? Mời các bạn đón xem vào tuần sau.